Bích Trâm cùng ban minh tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả gần xa đã luôn ủng hộ và chọn kênh Thời báo sự thật để theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày thật tốt lành và bình an. Chương trình ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Ukraine tăng tốc phản công ở Kharkov áp sát huyết mạch hậu cần của Nga. hé lộ siêu vũ khí bí mật Makarov của Mỹ có thể đè bẹp cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Úc, Mỹ cần chuẩn bị cho các cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, diễn biến chiến sự tại Ukraine vẫn diễn biến hết sức khốc liệt và căng thẳng. Khi quân đội Ukraine đang tăng tốc chiến sự ở vùng đông Bắc Kharkov, đe dọa tới trung tâm hậu cần rất quan trọng của Nga. Theo chuyên gia quân sự Korab Matrika từ tổ chức Rotan Balan, thì việc Ukraine tăng tốc phản công ở Đông Bắc đã khiến Nga dường như bất ngờ và Kiev đang áp sát khu vực hậu cần quan trọng của Moscow ở hướng này. Nga những ngày qua đã chưa kịp phản ứng với tình hình ở Kharkov, cách Kherson hàng trăm km, khu vực mà Ukraine tuyên bố nhiều lần rằng sẽ tiến hành phản công. Việc Ukraine liên tục tuyên bố phản công ở miền Nam dường như đã khiến Nga dồn lực lượng xuống đây, tạo ra khe hở ở Đông Bắc để Kiev tiến hành phản công. Ukraine hôm ngày 10 tháng 9 đã tuyên bố đã xuyên qua phòng tuyến của Nga ở Kharkov, tiến thêm 70 km và giành lại hàng chục khu định cư. Đây là một cuộc tấn công thực sự khiến các lực lượng Nga bất ngờ, nó có thể mang lại tác động mạnh mẽ nếu Ukraine có thể đẩy mạnh và giành lấy thành phố Kupiansk. Kupiansk có một trung tâm đường sắt dẫn tới tiền đồn quan trọng do Nga nắm giữ ở Azov và từ khu vực này thì Nga tiến hành những hoạt động tác chiến ở miền đông Ukraine. Kubian được xem là có vai trò quan trọng trong nỗ lực tiếp tế hậu cần cho chiến dịch quân sự. Quan chức thân nga ở Kharkov, Vitaly Ganchev đã cho hay người dân ở Kubians và Azov đã được di tản. Trong khi đó, quân đội nga đang đăng video các đoàn xe thiết giáp dùng dập di chuyển tới Kharkov tiếp viện. Tổ chức viện nghiên cứu chiến tranh dự đoán Ukraine có thể giành được Kubian trong vòng 72 giờ tới và nếu như kịch bản trên xảy ra, thì Ukraine có thể vây bọc nga ở Azov. Điều này sẽ gây thiệt hại cho Moscow ở Donetsk. Có một cơ hội để Ukraine đạt được đột phá ở Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm ngày 9 tháng 9 tuyên bố Kiev đã kiểm soát được 1.000 km vuông từ tay Nga kể từ ngày 1 tháng 9. Trước đó, cục diện chiến trường không có gì thay đổi đáng kể từ khi Nga tuyên bố đã giành được khu vực phía đông Lugan vào đầu tháng 7. Tình hình tiền tuyến giống như bế tắc, nhưng có lẽ chúng ta đang thấy những dấu hiệu rằng Ukraine đang có lợi thế. Cả Nga và Ukraine vào lúc này chưa đủ quân và khí tài quân sự để tiến hành một trận đánh quy mô lớn. Chúng ta sẽ chứng kiến các cuộc tấn công thăm dò, xâm nhập hạn chế vào một số khu vực nhất định. Neil Buckner giám đốc điều hành của công ty An ninh Global Guardian đã cho biết rằng, chúng tôi không tin rằng Ukraine có thể sẽ giành lại toàn bộ phần lãnh thổ do Nga đang kiểm soát vào mùa xuân năm 2003, nhưng Kiev có thể sẽ đạt được nhỏ hơn với những thành công mục tiêu chiến thuật. Ông Buckner nói rằng các tuyến tiếp tế của Nga hiện đang kéo dài từ Lugan đến Kherson, tạo cơ hội cho Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào tuyến đầu của Nga với lực lượng tương đối mỏng ở trong và xung quanh khu vực Kharkov. hé lộ siêu vũ khí bí mật cà Rồng của Mỹ có thể đè bẹp cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Dù từ trước đến nay chưa từng được sử dụng trong chiến đấu, nhưng mà siêu vũ khí có biệt danh là Maka Rồng của Mỹ được cho là có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Ngoài hàng tỷ đô la viện trợ cho Ukraine. Mỹ còn cung cấp cho Ukraine một bộ sưu tập các vũ khí mới và tối tân để chống lại quân đội Ukraine. Chúng bao gồm bệ phóng nhiều tên lửa HIMARS và tên lửa chống bức xạ HAM, các máy bay không người lái Squidplex hay là Frenigos. Đặc biệt, gói viện trợ gần đây nhất của Mỹ trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine có một vũ khí cực mới. Tổ hợp tên lửa ISA Module bất khả tri trên xe cơ giới chống máy bay không người lái, Vampire hay còn gọi là Macaron, theo đời Daily Beast, hệ thống được đặt tên khó hiểu này không phải là hệ thống phòng không đầu tiên hoặc là mạnh nhất mà chính quyền Biden cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự bình luận, kích thước và các tính năng độc đáo của Vampire chính là lợi thế khiến nó trở thành một trong những vũ khí hàng đầu có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Vampire là thiết bị di động có thể được lắp đặt trên hầu hết các phương tiện có khoang chở hàng. Nó được sử dụng để phóng tên lửa nhỏ tiêu diệt các UAV và tấn công những mục tiêu mặt đất. Đặc biệt, loại vũ khí này không chỉ được sử dụng để tiêu diệt các UAV, mà còn được sử dụng để tấn công những mục tiêu mặt đất hoặc là trên không khác nhau với độ chính xác cao. Vampire phóng hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến hoặc là các loại đạn dẫn đường bằng laser khác để tiêu diệt các mục tiêu đã được xác định trước. Theo thông tin từ nhà sản xuất elpo Helris Vampire là một bệ phóng tên lửa 4 nòng, một bộ cảm biến, được thiết kế để dễ dàng lắp đặt trên xe bán tải hoặc là xe thương mại, tương tự hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Thời gian lắp đặt hệ thống này khoảng 2 giờ đồng hồ. Quá trình vận hành Vampire đặc biệt chỉ cần một người. Việc sử dụng Vampire được cho là sẽ giúp Ukraine tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm và khoa mục tiêu, bổ sung thêm một lựa chọn mới về vũ khí cơ động cao có thể triển khai nhanh chóng trên tiền tuyến. Ông Paul Schweizer, người phát ngôn của công ty Elpa cho biết rằng, hệ thống Vampire của chúng tôi sẽ cung cấp các lực lượng vũ trang Ukraine khả năng mạnh mẽ hơn khi họ tiếp tục bảo vệ đất nước. Chúng tôi sẽ kiên định ủng hộ sứ mệnh này. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã chứng kiến tần suất sử dụng máy bay không người lái cao chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Và cả Nga và Ukraine đều đang phụ thuộc rất lớn vào những thiết bị bay không người lái trong việc xác định chính xác vị trí của đối phương và dẫn đường cho các cuộc tấn công pháo binh. Để tối ưu lợi thế thì cả hai bên tham chiến đang nỗ lực chuyển đổi những máy bay không người lái dân dụng thành các chiến đấu cơ tốt hơn, đồng thời cũng ra sức tìm kiếm những mối đe dọa cũng như là những biện pháp đối phó để chống lại các mối đe dọa từ UAV của đối phương. Úc Mỹ cần chuẩn bị cho các cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra. Một báo cáo mới nhất đã cho biết chính phủ Úc nên chuẩn bị cho viễn cảnh một cuộc tấn công hạt nhân từ Nga hoặc là Trung Quốc, đồng thời kêu gọi chính phủ Úc cần tham gia nhiều hơn nữa vào tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng và ép buộc kinh tế của Bắc Kinh. Bản báo cáo có tiêu đề Những tác động địa chính trị của Nga xâm lược Ukraine đã cho biết, miền Bắc của nước Úc hiện đang đối mặt với một nguy cơ lớn hơn trật tự chiến lược châu Âu sụp đổ, đó có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu có liên quan đến Trung Quốc. Giáo sư Paul Deep thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc đã cho biết, nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân hiện cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ chiến tranh lạnh. Vào thời kỳ đỉnh cao của sự bế tắc về ý thức hệ đó, thì có những điều thỏa thuận kiểm soát vũ khí chặt chẽ hơn giữa Mỹ và Liên Xô. Bên cạnh đó, có một mạng lưới các phương thức liên lạc cũng như là tín hiệu chính thức và không chính thức khác, nhưng còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Chúng từng được sử dụng như là biện pháp răng đe đối với các mối đe dọa vũ khí siêu hạt nhân. Các nhà chức trách của Nga đã nói rõ là Pine Gap là một mục tiêu ưu tiên. Chúng có thể được hiểu rõ như là những tác động có thể xảy ra đối với Alley Spring, một thị trấn có 32.000 dân chỉ cách căn cứ này 18 km. Pine Gap là một cơ sở quân sự chung ở lãnh thổ phía bắc của nước Úc. Đây là trung tâm liên lạc quan trọng đối với các đồng minh phương Tây cũng như là Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Ông Deep đã kêu gọi chính phủ Liên bang Úc bắt đầu các cuộc thảo luận nghiêm túc với Mỹ về cách những đồng minh dân chủ ngăn chặn một cuộc tấn công hạt nhân. Chúng ta cần phải lập kế hoạch trên cơ sở PyGAP tiếp tục là một mục tiêu hạt nhân và không chỉ đối với Nga. Nếu như Trung Quốc tấn công Đài Loan, PyGAP có thể bị can dự nhiều. Chúng ta cần nhớ là PyGAP là một yếu tố quan trọng căn bản trong cuộc chiến của Hoa Kỳ và ngăn chặn xung đột. NATO cần thiết cho an ninh châu Á-Thái Bình Dương Ông Deep cũng đã kêu gọi chính phủ liên bang tham gia nhiều hơn và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO với lý do châu Âu và Úc hiện nay về cơ bản có chung quan điểm về những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thống trị toàn cầu. Điều này đã diễn ra sau khi NATO tuyên bố hồi tháng 4 họ sẽ can dự vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng và sự ép buộc kinh tế của Bắc Kinh. Sau cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao NATO ngày 7 tháng 4 thì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cho biết những tác động toàn cầu của cuộc xung đột Ukraine đã thúc đẩy tổ chức này lần đầu tiên tăng cường can dự với châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi thấy rằng Trung Quốc không có sẵn sàng lên án hành động xâm lược của Nga và Bắc Kinh đã cùng với Moscow đặt câu hỏi về quyền của các quốc gia được lựa chọn, quyền riêng của họ. Đây là một thách thức nghiêm trọng đối với tất cả chúng ta. Điều quan trọng hơn là chúng ta phải sát cánh cùng với nhau để bảo vệ các giá trị của mình. Sự thay đổi lập trường của NATO được hoan nghênh bởi vì nó củng cố quan điểm của Úc về môi trường chiến lược của chính nước này và xác định Trung Quốc là thách thức chiến lược lớn nhất của Úc hiện nay kết hợp với mối đe dọa từ liên minh trên thực tế của nga và trung quốc chuyên gia quốc phòng này cũng cảnh báo là mỹ có thể thấy là mình đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh hạt nhân từ hai phía khuyến nghị úc tương tác chặt chẽ hơn với nato để chia sẻ những phân tích chiến lược bao gồm cả ở những tình huống phòng thủ cho an ninh ở ấn độ dương thái bình dương ông deep đã cho hay những quan chức cấp cao mỹ bao gồm cả chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng đã thừa nhận nếu như sự việc xảy ra washington sẽ lần đầu tiên đối mặt với nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân từ hai phía và nếu như quan hệ đối tác quân sự trung nga tiếp tục xu hướng đi lên điều này cũng chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng đến trật tự an ninh quốc tế bao gồm cả việc thách thức hệ thống liên minh do mỹ làm trung tâm ở châu á thái bình dương và cả châu âu những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo sự thật. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Hãy đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, share, subscribe và đừng quên bấm nút chuông đăng ký để nhận những bản tin mới nhất. Bích Trâm xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.